số 1 nè. Đó. Nó sẽ bị ghi lại vậy á. Thật chất là mình đi không đúng số á, nó sẽ bị e. Hello. Chào mừng tất cả các bạn đó đến với channel của bà Búp Bê Nhóc. Còn mình là Búp 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 đây. Lóc sấy kìa. Dạ. Lóc sấy kìa. Ôi, ôi lóc sấy kìa. Để nói gì vậy? Đằng kia có lóc sấy á. Ừ, đằng kia có lóc sấy á. Chào lại không? Ừ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Giờ mình là một búp vlog đây. Hi hi, hi hi. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về chủ đề là chờ bánh chút xíu nha. Quay một cái video clip nói về quy tắc hoạt động về tốc độ của từng cấp số trên con VBA để trả lời một câu hỏi của một bạn hôm qua đã đặt câu hỏi cho mình. Hãy câu hỏi của bạn như này nè. Sao số 1 lên dốc, xe của mình gầm lên thế? Ok, và đây vẫn như mọi khi con đẹp VBA của tụi mình nha. Bây giờ mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Chiếc VBA này nó chắc là các bạn cũng biết rồi, nó có hẳn là 6 số. Và đây là cái cần số của nó nè, cần số để đạp móc nha các bạn. Ok, bây giờ thì Bếp sẽ nói về cái vấn đề là quy tắc hoạt động của cái cấp số trên con đẹp VBA này để chiếc xe này có thể vận hành một cách trơn tru và im ả nhất nha. Mình nói ở đây là vận hành một cách trơn tru và im ả, người này nó không có bị è và không có bị ghi lại. Ví dụ vậy đi ha. Rồi, bây giờ á thì trên con đẹp này mình theo mình chạy một thời gian á thì mình cảm nhận là số 1 á thì chúng ta chỉ chạy được khoảng vận tốc là dưới 20 km/h thôi. Ở trên đây, ở trên cái bảng đồng hồ á thì nó có sẽ hiển thị cái con số đó ha. Rồi số 2 thì các bạn chỉ chạy được dưới là 30 km/h. Số 3 thì các bạn chạy được dưới 40 km/h. Tương tự cái nguyên tắc như vậy thì số 4 chạy được dưới 50, số 5 chạy được dưới 60 và số 6 chạy được dưới 70 km/h. Kiểu vậy á thì chiếc xe nó sẽ hoạt động một cách rất là trơn tru và nó rất là ngọt. Đấy, nó không có bị gì. Như mình vừa nói lúc nãy thì hôm qua có một bạn comment hỏi mình về cái vấn đề là mình nhớ không lầm là bạn hỏi là tại sao xe của bạn số 1 khi mà bạn để số 1 bạn chạy lên dốc và xuống dốc á thì nó cứ bị e. Thì mình có trả lời với bạn là để mình kiểm tra trên chiếc xe của mình nó có bị giống bạn hay không, và mình sẽ trả lời cho bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để giải đáp thắc mắc cho bạn nha. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay mình đi quay clip á, mình có 4 fan đi theo để cổ vũ luôn á, tận 4 fan luôn á. Hả? 6 fan đó, quá trời fan luôn. Quá trời fan luôn. Thật chất số 1 của con xe này á, mình nghĩ các bạn chỉ lên được cái dốc nhiêu đó thôi nha. Nên mình thực hành, tại vì ở đây mình cũng không có kiếm được cái dốc nào mà nó cao hơn. Nhưng mà theo mình nghĩ á, là số 1 chỉ lên được cái dốc nhiêu đó thôi là nó mới ngọt. Về cái nguyên tắc vận hành cái số 1 trên VBA á, thì mình thấy là thường số 1 là dùng để đề ba, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, mình nghĩ là nếu như mà khi mà các bạn dùng số 1 để các bạn lên dốc hoặc là xuống dốc á, thì các bạn chỉ khi mà các bạn chạy dưới khoảng 20 km/h như lúc nãy mà mình vừa phân tích á, thì các bạn mới có thể để số 1 các bạn chạy lên dốc xuống dốc được. Còn nếu như mà các bạn kéo vận tốc nó vượt quá 20 km/h thì bắt buộc các bạn phải móc số rồi, phải móc số lên số 2 hoặc là sao đó, ví dụ vậy nha. Để mình ví dụ một cái gọi là thực tế trải nghiệm của mình gọi là thực tế trải nghiệm của mình để cho các bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề này nha. Là hôm trước mình có đi một cái chuyến đi Đà Lạt, thì các bạn biết ở Đà Lạt thì nó có rất là nhiều dốc. Thì mình nhớ lúc đó ông Hậu chở mình thì ổng có lên một cái con dốc để lúc đó tụi mình đi ăn á, lên một cái con dốc và xuống một cái con dốc. Mình nghĩ cái dốc đó nó đứng, cho nên là nghĩ cũng khoảng 60 độ ấy bạn, dốc khoảng 60 độ. Thì lúc đó mình có để ý là ông Hậu ổng để số 1 ổng chạy và ổng chỉ rà chạy khoảng vận tốc tầm 10 km/h thôi, 10-12 nó khoảng vậy đó. Thì chiếc xe nó vẫn rất là ngọt, nó không có bị e và cũng không có bị tắt máy luôn. Cái này mình nghĩ đòi hỏi là việc phải tập
chạy quen nhiều và phải linh động á, thì mình sẽ thực hiện được cái việc đó nha. Tương tự một cái thực tế nữa, cười đau bụng luôn á, mình sẽ lục lại những cái video clip mà mình có đi cây thông cô đơn á các bạn. Nói chung là đường lên cây thông cô đơn rất là khó. Nếu như các bạn nào thích chơi abroad á thì hôm nào các bạn lên Đà Lạt các bạn có thể tìm cái đường lên cây thông cô đơn nha, để các bạn có những cái trải nghiệm hết sức là thực tế về cái độ dốc. Kiểu như các bạn hiểu không, lên giống như mình đang chạy xe lên một cái quả đồi á, mua một cái quả núi á, xong mình tuột xuống mà đường nó rất là khó đi, nó bị xói mòn. Thì lúc đó thực chất là MVVA ông hậu ông chở hai luôn, ông chở mình ngồi sau, có đoạn ông chở được và có đoạn là mình phải đi xuống tại vì mình sợ té. Thì mình để ý là chỉ chạy được số 1 thôi, chạy được số 1 mới là an toàn nhất. Mà chạy số 1 mà với vận tốc là khoảng cũng từ 10, vận tốc là 10 km/h trở xuống thôi, chứ không thể nhích lên nhanh hoặc là nhích lên số 2 được. Nhưng mà xe nó vẫn rất là ngọt và đi xuống lên dốc hoặc là xuống dốc cũng rất là êm luôn. Còn cái việc mà bị è xe khi mà bạn nói với mình là bạn chạy số 1, tại sao xe bạn bị è khi mà lên dốc xuống dốc á, thì theo mình nghĩ như vậy nha. Có nghĩa là cái vận tốc lúc bạn đang chạy nó thích hợp với bạn đang ở số 2, có nghĩa lúc đó bạn đang chạy vận tốc là trên 20 km/h, mình ví dụ là hăm mấy 30 km vận tốc nha. Vận tốc hăm mấy 30 km/h thì lúc đó các bạn đang ở số 2 mà các bạn đột ngột các bạn trả về số 1. Thì số 1 nãy mình nói là vận tốc chạy thích hợp là từ khoảng 20 km/h trở xuống thôi. Đấy, thì cho nên là chiếc xe nó sẽ bị gì lại và nó sẽ bị kêu è. Kiểu là bạn đã sử dụng cái cấp số nó không đúng với cái vận tốc mà kiểu thích hợp để cho con xe nó chạy trơn tru hơn á. Mình nghĩ đó là cái lý do xe bạn bị kêu è đó là nó vậy á. Chắc vậy á. Để thực tế cái việc mình mới nói thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem, tại vì mình là một trong những chuyên gia không biết canh. Mình không biết canh về, mình nói trên lý thuyết như thế nhưng mà mình không biết canh về cái vận tốc và cái việc con số nó thích hợp. Hoặc là mình canh đúng á thì lúc đó mình lại bị mất tập trung trên đường. Cho nên là bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem, không phải là thử nữa mà bản chất của mình chạy nó vậy luôn á. Nó rất là hay bị è máy. Rồi bây giờ là đang ở mông no nha. Bây giờ mình sẽ đạp xuống số 1 rồi. Mình sẽ buông côn ra mình chạy nè. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy vận tốc của số 2 nè, bu ra chạy nè. Xong mình bu nè, đạp số 1 nè. Đó. Nó sẽ bị gì lại vậy á. Nó gì một cách luôn á, các bạn thấy không? Thì giờ nó có hai trường hợp nè. Cái trường hợp đầu tiên á là mình đang để số 1, nhưng mà mình kéo lên vận tốc ngoài 20 km/h, nghĩa là quá số 1 rồi, thì nó cũng è. Nó bị gì lại á. Thật chất là mình đi không đúng số á, nó sẽ bị è. Đó là đối với trường hợp có thể là bạn lên dốc mà bạn để số 1. Bạn để số 1 ở đây nhưng mà thực chất bạn đang kéo là khoảng 30 km/h. Để bạn lên dốc mà bạn không vô số 2 thì nó bị è đúng không? Rồi cái trường hợp thứ hai nó có thể xảy ra là bạn đang chạy vận tốc là ngoài 20 km/h. Lẽ ra là số đó là bạn phải đang chạy số 2, nhưng mà tự nhiên đột ngột bạn thắng gấp hay vấn đề gì đó, bạn đạp xuống về số 1 thì bạn buông côn ra nó bị gì xuống, nó bị è. Đấy, thì mình nghĩ chỉ có trường hợp đó thôi, chứ để số 1 chạy mà bạn để chạy trong khoảng vận tốc từ 20 km/h trở xuống á, là mình đảm bảo là sẽ không bao giờ bị è luôn. Mình đảm bảo là sẽ không bao giờ bị è và chạy rất là ngọt và trơn tru luôn. Không biết là cái câu trả lời của mình như vậy là nó có gọi là giải đáp được cái phần thắc mắc cho bạn chưa ha. Ok, nãy giờ là mình đang trình bày ở cái việc mình nói giữa số 1 và số 2. Thì bây giờ mình ví dụ cao hơn đi. Ví dụ như các bạn đang chạy vận tốc khá là cao, ví dụ 90 km, 100 km/h. Thì khi đó các bạn có cái gì trục trặc ở phía trước, các bạn thắng gấp lại đó. Và khi đó các bạn về số, ví dụ như mình nói là về số 5, xong rồi 4, số 3, thậm chí là số 2, thì lúc đó cái tua máy của các bạn nó đang rất là cao và cái xe nó sẽ tạo ra một cái tiếng gọi là tiếng è rất là lớn. Thì lúc đó là cái tốc độ của các bạn nó đang bị hãm lại, thì đó là chuyện hết sức là bình thường và cũng góp phần cho cái tốc độ của các bạn nó hãm lại và các bạn đi nó sẽ an toàn hơn. Cho nên là không có việc gì đâu các bạn. Rồi vậy nha, thì nó chỉ có vậy thôi đó, không có vấn đề gì mà lo lắng đâu nha bạn. Thì chúc mừng bạn cũng đã sở hữu được một con MVVA nha. Nha các bạn gì nha, các bạn gì mà comment hỏi mình đó, bây giờ mình quên tên mất tiêu rồi. Sorry bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn bạn đã comment. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video này của mình.
Rất cảm ơn mọi người luôn. Thì hẹn các bạn ở một video sau. Các bạn muốn mình làm về chủ đề nào đó, về EVVA hoặc bất kỳ xe nào cũng được, các bạn có thể comment ở bên dưới, mình sẽ làm video cho các bạn xem nha. Bây giờ thì rất cảm ơn các bạn, và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Mình mệt rồi, mình đi học về mệt quá. Bye bye mọi người. Mong các bạn ủng hộ cho mình nha. Love you.